Rồi chào tất cả mọi người nha. Thì quay qua quay lại thì cũng tới ngày mình thăm rắn rồi. Thì qua mình thăm cái luồng mà 22 cái ở bên quận 8 á. Thì cái luồng đó chứng rồi chúng mà qua thất được có hai con hổ ngựa chứ ở bển là Sukana rồi. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ thăm một cái luồng hổm 60 mà chứ rồi mình mất hết năm mà còn có năm mấy cái. Mới cái đầu mùa không mà 100 mấy cái, bây giờ hai luồng gom lại chỉ có mấy chục thôi. Kiểu này chắc giữa mùa chắc không còn cái quá. Nói chung là giờ bãi tặc ở trên bờ ở dưới nước thì bãi tặc nhiều quá, đụng là lấy ngộ thiệt. Thì hôm nay mình sẽ thăm một cái luồng năm mấy cái gần nhà mình nha. Thì mới vô thăm thì dính con hổ hành khoảng hai lần mấy kẹt đầu gỡ nãy giờ chờ ngay luôn. Giờ để mình bắt cho luôn nha. Okay. Có được rồi, yêu cầu cái mở hàng mình có nó lấy cái hên, sợ nhất là mấy con hổ hành nó kẹt đầu chờ gỡ. Tại mình cái lưới này lưới 8 ly nó kẹt đầu dữ lắm. Tại cái này mình đặt là đa số là nó thập cẩm, chứ nếu mình quýnh về mà con hổ hành không á thì mình xài cái lưới 8 ly nó không bị kẹt. Còn cái này nó dễ. Rồi mới đang muốn kẹt nữa nè, nãy giờ gỡ cả buổi trời luôn. Anh em mới rắn biết rồi, kẹt trời gỡ một cái xử lý con rắn không cỡ 10 phút 15 phút, rồi tính kẹt nữa gì trời. Chui này hoài lâu nó lại không có lẻ đi. Ngoái ngoài kẹt nó chết luôn. Con này 2,5 à. Nè, gỡ cái đầu nãy giờ bấy nhầy luôn. Đó, được con mở hàng nha. Này mình có túi mới nha. Đây, cái túi này mình mới mua 10 cái để đựng. Cái túi này thì nó dài, với lại nó không có thưa, nó đựng giấc hổ xe an toàn hơn. Thì cái túi lưới này mình quen được em cũng ở nhà mai là cũng rẻ lắm nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì mình có để số điện thoại trên màn hình đó. Thì anh em mà bẫy rắn nào muốn mua thì liên lạc với em trai này nha. Cái túi này chiều dài nó là 8 tấc, chiều ngang là 4 tấc. Thì em trai này chỉ bán có 13 ngàn thôi. Còn cái túi nhỏ mà đựng rắn á, chiều ngang là 3 tấc, chiều dài bố chiều ngang là 33 đó, mà chỉ có 6 ngàn cái thôi, rất là rẻ. Thì túi lưới này mình thấy nó dày lắm, rắn nó không có chùi được. Còn túi lưới dõm dõm nó dễ chùi lắm. Đó, có con dây buộc luôn nha. Đó, thì nói chung là cái nào mà rẻ mà ngon thì mình đều chia sẻ lên anh em, mà nếu có nhu cầu cần á thì cái điện cái số điện thoại mình để cho màn hình, giống như cái lờ cá vậy đó. Mình đã có hiệu quả thì mình sẽ chỉ cho mọi người mua. Nó vừa rẻ mà nó vừa hiệu quả. Còn cái nào mà nói chung là nó không chất lượng hoặc là nó này nó kia thì mình nói chung mình không dám chỉ đâu. Nói chung là mình đã xài qua, mình biết ngon rẻ thì mình đều kiểu mà chia sẻ cho mọi người có thể cần, nhu cầu cần mua. Rồi bây giờ mình sẽ vô chuột đi thăm tiếp nha. Được con mã hàng đầu tiên. Nãy giờ Sukana dưới ta đã thất giống qua trận. Qua đi thăm cái luồng quận 8 chuyến dò chúng, bên đây mình thăm chúng luôn. Trời nãy giờ thăm mười mấy cái rồi, trời được con ngon hoành một. Mà cái điểm này điểm cọp không nè, mình đặt hồi mùa nắng tới bây giờ luôn. Chính đúng con hổ đất. Là cái điểm nó có cọp và rắn khác không dám ở rồi. Mình neo ba cái đây mà hổm nay từ mùa mua tới giờ nó không chạy gì luôn. Rồi chuột còn luôn. Lúa còn luôn. Neo thử coi nó dính con cọp gì mà ở đây mà không có rắn gì luôn. Chỗ nào mà không có rắn mà hổ hành hoặc hổ ngựa là biết rồi đó. Có cọp ở rồi. Mà neo hôm nay cũng 2 tháng mấy 3 tháng à. 9 con hổ đất một. Bữa nay chắc Sukana nữa quá, 20 mấy cái 7 rồi. Trời ơi con một. Chết rồi. Đúng là thằng 7 này chiến thất chiến trúng. Cực ra, trời sao cái bẫy nặng vậy. Ôi có cực, trời ơi, dồi quá trời. Mọi người thấy con cực không? Con rắn hổ hành chà bá nện luôn, trời ơi. Tới công chuyện. Đây. Con này sao nó nặng dữ ta. Đây, quá đá. Con này nhất chắc rồi, nhưng mà nó nằm không biết là bao nhiêu nha. 7 lạng, 8 lạng hay là ký gì đó. Nó phải trên 6 lạng rồi. Trời ơi, cuối cùng vô con rắn này nó khỏe rồi. Rồi để mình dựng máy kìa, kiếm chỗ con hổ hành nó khỏe cho ra liền. Lóc quá rồi, lóc 2 mấy cái luôn mà. Con đầu tiên vô bán hàng. Cái giờ luôn. Trời ơi, con này nó nặng. Dữ gì ta. Trời ơi. Một cước thú hồn. Hổm 2 cây này cái nạt mất cái hên cây vậy. Giờ còn con cây 1. Bò vậy. Ra đi mà cỡ nữa.
Dạ, sao nó khủng cái nào mà sao thấy nó nặng dưới ta. Thôi đó. Ra đi, ra đi. Miết, miết. Trời ơi, mình quay vô. Miết. Ra đi cưng. Đó. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Rồi con này 8 lạng tới 9 lạng rồi. Quá trời bự. Hậu hành nó chắc dữ lắm. Mọi người thấy vậy chứ. Nó nặng chứ không phải như là mấy con dện với con ngựa. Kiểu mà nó chắc thịt đó. Ui, nó sướng vô con này. Trời ơi. Sướng chưa? Bữa nay không cần nhiều. Ba con này đủ. Đủ tiền chuột cần lúa với kiếm chút đỉnh tiền uống cà phê cà pháo đâu. À, đã chưa? Qua sướng qua sướng. Trời ơi, nãy quên mở cái túi này. Con này nó hung dữ vậy ta. Gồng ghê luôn. Hai con so lại. Trời ơi. Nấu cha này mà thú gì vậy? Cái túi này bỏ rồi 20 kg mới đầy nổi. Có con dây buộc luôn. Vô vô. Quái rồi mà quá. Qua đã qua đã. Nó dài quá thôi mình. Nãy đi đi. Túi này tại nó dài tới 8 tấc. Chừng nào nhiều mình gọt vô dưới. Có tinh thần rồi nha. Mình sửa cái hôm là cái vô chuột không tiếp. Hồi nãy giờ thì chắc cũng tầm 20 mấy cái rồi mà mình giờ chắc còn 5 mấy cái, còn khoảng 30 nữa. 30 yêu cầu nó chạy khoảng 5 cái thôi, không cần nhiều. 5 cái thôi. Bù vốn. Rồi, vô chuột cái đặt lại nha. Chuyên dò dính được. Hàng khủng đại ca ở đây nè. Nè có chuyên này có dính. Đại gì nữa không đây? Cái này dính được con hổ hành với con hổ đất rồi. Rồi nhẹ. Con chuột cho bịch lúa luôn. Nèo nèo lại còn có dính hàng khủng gì nữa không? Rồi. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ đi thăm cái luồng bẫy 22 cái ở quận 8 nha. Thì hai cái giếng trước á đều Sukuna. Mình thăm cái giếng trước ở đây 22 cái thì dính đúng có hai con hổ ngựa, thì cái bữa đó mình có quay, mình để cho anh kia quay. Thì qua ngày sau thì tiếp tục mình thăm ở bên ngay chỗ nhà mình á, thì cái clip mọi người vừa xem xong á cũng dính đúng hai con, một con hổ hành cũng với con nhỏ. Hai giếng trước thì trúng, hai giếng sau hai bên đều thất hết. Thì hôm nay mình sẽ đi qua đây mình thăm, hy vọng là nó sẽ có hàng tiếp tục để cho căng cho người xem giải trí nha. Thì hôm nay đồng hành với mình đây là anh Kiệt. Hello, chào tất cả mọi người nha. Anh Kiệt thì nói chung ông anh cũng rất là thân với mình. Thì anh cũng có một kênh là Thế Kiệt Official hả ta? Đúng rồi, nói... Thế Kiệt Official. Thế Kiệt Official, nói chung mà anh Kiệt thì ảnh đam mê cũng làm giải trí chơi chơi vậy thôi. Thì anh em nào có yêu mến qua kênh ảnh ủng hộ anh nha. Thì hôm nay hôm nay anh sẽ làm caramel cho Hiếu Lãng Tử. Sao nãy nói bắt ra? Không. Mà mới vô thăm một cái đầu tiên, móc đưa cái bẫy lên, dính hàng khủng. Con này nửa ký hơn nửa ký. Trời ơi nó thúi. Nó kẹt cái đầu nó thúi. Trời ơi. Ơi ơi, mới vô mà là mã hàng. Thấy ổ ngựa mà kẹt đầu cái ghê. Mới vô một con mã hàng. Nó có tầm cỡ 6 7 lạng luôn mà nghĩ sao mà nó kẹt đầu ta. À nó phải nó nhỏ đâu. Bự hơn vô cái mình luôn á. Hả? Bự hơn cũng vô cái mà. Tay nửa cầm tay luôn á. Quay mời xem nè. Cái con hổ ngựa chập bá anh giải giải gì luôn nè coi nè. Con ngựa vậy mà sao nó kẹt đầu được ta? À, thế kìa chứ. Trời ơi. Mà con này em nghĩ mới chết được 2 ngày. Thúi rồi, hai ngày con này hai ngày. Với hôm qua mưa lớn quá nó chết. Hôm qua mưa quá mưa luôn mà. Nếu mà không mưa thì chắc không đai hết xì đâu. Thôi bây giờ mình tạm thời mình tắt máy để mình xử lý cái con này, bây giờ anh em mình sẽ đi thăm tiếp tục nha. Dán xong trời ơi nó thúi. Thúi không? Đứng kế bên muốn ối lên ối xuống nãy giờ rồi. Rồi. Có con gì gỡ hả không? Nặng. Nặng không? Nhưng mà cũng hạn vậy nha. Nếu mà bẫy gắn mình dỡ là nặng là chắc cũng phải có hàng nha. Ok, đâu nghe. Còn hãy lên coi anh coi cái này. Ủa nặng một đầu một anh kia. Khoan để cho anh coi con gì nha. Ở đây đây em thấy được, để em quay quay cái đầu. Nó nằm đầu này. Trúng xuống, trúng xuống, trúng. Cái gì đây? Trời ơi con hổ hành cho ba lửa luôn. Ừ không, ừ không, sao nó nặng dữ á. Trời ơi, con này cũng hàng đại rồi. Ôi 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 ôi. Hàng đại rồi. Trời ơi. Không. Cái bẫy chà bá luôn. Tại bây giờ nó bít lúa, không có thấy, chỉ thấy được một khúc lầu da mà chà bá nó. Cái đuôi nó không là đã biết đó, không cũng rồi. Vô vô, bữa nay vô. Hên thiệt luôn tao. Bởi cái chuyến dò anh Kiệt để cho anh bà quay vậy. Có hai con ngựa thôi. Mà giờ thăm hai cái, một con không ngựa chết, một con hành là bữa nay kẹo thơm. Đúng, vô. Đúng là số mình chỉ làm caramel cho anh Hiếu mọi người chứ. Cái này thì nói chung hên.
nhiều khi anh Kiệt á, ảnh không có thời gian á, nhiều khi mình qua đây thăm á, cái mình để cho anh quen clip, mình quen clip để anh em mình không có trùng nhau mà xui cái chuyến dồi. Mà cái chuyến trước á mình trúng, kêu để cho chuyến dồi, cái anh Sugar Na có đầu chuyến này là chuyến đầu tiên anh thăm không? À. Không có con không? Thôi, rồi giờ này mình gửi ra cho mọi người nha. Cái này đâu có biết trước được. Đúng rồi. Hốt hàng ra coi. Để coi Hiếu để coi Hiếu khui hàng này ra coi nó khủng cỡ nào nha mọi người. Mình thấy trong cái lợp là quá trời quá đất rồi đó. Anh thấy con này nó nặng chì luôn. Tại vì cái bẫy này bẫy lớn chứ không phải bẫy nhỏ nha. Mà nó bít luôn cái một đầu bên kia đó. Bẫy này chủ yếu là bính hàng khủng, nhưng mà nó dính hoa hàng khủng thôi chứ còn gì anh khủng hay là đất khủng gì chưa. Đâu anh? Khủng cỡ nào? Ừ. Con này dữ luôn rồi. Mấy con này đụng tới là nó vậy á. Nó ra. Trời ơi con này quá khủng luôn rồi. Trời ơi. Không con này cỡ 7 8 lạng kìa. Được rồi. Con này là hàng nhất rồi, đổi gì nữa. Này mà đi ăn tứ tung luôn má ơi. Đúng không? Con này chưa được đại nhưng mà nhất đúng không? Nhất là quá ngon rồi. Không nếu mà con này chính xác luôn cỡ 6 7 lạng không có 8 lạng. Đúng rồi. Con này là ngon rồi. Nói chung mở hàng vậy là ngon rồi. Không mở hàng, mở hàng vậy là ngon. Hồi nãy con kia mà nó không gạt đầu chết là hay được hai con cũng ngon quá rồi. Đây mình có đem theo hai con rắn mà mọi người vừa xem mình tam bên nhà để một chút để mình bán mua chuột luôn. Đây nè tiếng giò em có được con hả? Hình như cái con này ấy hơn, con này nhỏ hơn của mình ơi. Hả? Con ngoài con trong nhỏ hơn con ngoài không? Bự hơn á. Bự hơn không? Bự à, bự hơn với con nhỏ nè đó. Bây giờ mình sẽ bỏ chung luôn. Được ghê, bỏ vô lấy ngót lấy cái hên coi. Bữa nay đem rắn theo mà nó phải có mùi chứ. Bỏ vô được không? Đáng lẽ là em để nhà mà tại vì bữa nay có ngày em nó dặn cho nên đem theo mình thăm đường dư bán luôn. Mua chuột, hết chuột nữa rồi. Như thấy dư sức rồi. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào. Con kia nãy mà không kẹt đầu thôi. Chắc chỉ gần hai con này vô thôi đầy cái bịch đó rồi. Trời ơi, đã. Đi thăm rắn mà đưa cái bịch vô nhỏ xíu siêu trời. Rồi, giờ Hiếu xử lý bẫy này xong rồi anh em mình đi thăm tiếp cái khác cho mọi người xem nha. Ơi, anh em mình qua đây thăm tiếp cái này coi. Nãy thăm cái bên kia thì mụ ngò rồi. Giờ qua đây thăm cái tiếp theo. Cái này là đợt nào cũng có dính hết trơn nè Hiếu. Cái đợt này có dính gì không? Sao vậy? Thúi tài nữa. Trời còn ơi, sao bữa nay kẹt đầu hoài vậy? Ủa? Ôi, hai con vậy thôi. Một con bị kẹt đầu với một con nó mới vô. Trời ơi. Trời ơi. Hai con luôn. Một con chết kia, với một con này chết mới vô. Ơi. Má mà cái bẫy này không nhận không? Đợt nào không có hết trơn nha. Bẫy này như là dính hai con không hả? Đúng rồi. Bữa hôm trước thì chỉ dính con không ngượng, con không hành. Còn đây, đợt sau của anh dính một không ngượng. Một con bị kẹt đầu chết rồi, một con làm như nó mới vô nè. Đúng rồi, con này mới vô. Trời ơi. Chết thun rồi, thúi luôn rồi, thúi này thúi chắc luôn rồi. Dòng mà trời mưa á. Trời dâu ơi, dữ lắm thúi. Chết luôn. Rồi xong để Hiếu ra xử lý luôn. Sáng sớm trời ơi gặp hàng giá nó thúi một cái thôi. Để đổ. Coi chừng có con ghi chạy ra luôn á. Dạ chụp con anh. Đó. Hàng này nói chung cũng được nha mọi người. Không phải mini đâu nha. Con này cũng tầm 3 lạng. Hàng khủng vậy tới. Cái con này, cái con chết nó cũng khoảng cũng 2 lạng. Trời ơi. Trời ơi. Trắng. Rồi. Giờ không dám thổi ổ chết quá. Thổi làm sao đi. Nó văng tới ngược lại thì chết luôn. Ôi con này cũng ngon mà. 2 lạng rưỡi không? 2 lạng rưỡi, khỏe. Rồi còn chuột rồi, con này thế nào cũng hối. Rồi cho nên nó quần nha, con rắn kia ngon. Chị con này mới vô phải rồi. Con này chắc mới vô ha. Ừ. Tại con kia chết rồi, con này vô lụm chuột. Chắc con kia nhỏ quá năng không được con chuột. Đúng rồi. Đầu xong á. Nó còn chuột nó kẹt đầu chết luôn. Còn chuột có đâu nó. Mà thường thường mấy ngũ hành mà vô nhỏ quá là thường thường bị kẹt đầu cũng phải bị chuột cắn không à. Trời ơi trời. Sáng giờ ăn sáng hơi bị ngon. Này mà về dính con mà thúi chỗ này cái ối to bò kho vậy luôn á, mới ăn bò kho. Đó. Ha, biết sao được. Biết sao đợt rồi mà mình không được ngon không? Sao? Đợt rồi bánh mì không ăn bò kho. À. Đợt rồi hôm qua trễ cái mua bánh mì mà ăn. Không ăn bò kho của bà đó. Bò kho, nó có ăn bò kho bà đó mà mới hên. Đó. Bốn con nhà mà hai con mình nhà, đây mới có hai con à. Mà nãy giờ mình được nha, mới có mười mấy cái phải không kìa? 11 cái. 11 cái. 11 cái là còn 11 cái nữa. Không. Mới 9 cái Hiếu. 9 hả? Còn hai cái ngoài kia nữa chị. Ba cái ngoài kia nữa. Em hết nhớ luôn. Còn kia ba cái nữa mới 9 cái hả? Rồi để Hiếu xử lý xong rồi anh em mình thăm tiếp cho mọi người xem nha. Rồi giờ anh em mình tiếp tục qua cái luồng mới bên đây.
Đây luồng này hổng gài neo chỗ này mấy lần rồi mà chưa vô cái hàng gì hết trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Khu này thì anh em mình đặt chủ yếu là kiếm cọp thôi. Ở đây ta nói ổ đất đồ vợ nó bò qua. Đúng rồi. Với bạn biết sao không? Bữa giờ tối nó hay mưa quá, mưa đâm ra nhiều lúc rắn nó không có chạy nhiều thiếu ha. Còn nay cái bẫy này mình đi qua cái gò bên kia mình kiếm chỗ mình cặp. Đúng rồi, còn cái gò bên kia nữa mà hổng gà anh em mình chưa vô, để bữa nay vô kiếm thử coi có không. Mấy chỗ lùm này ngon quá, ngon luôn kỹ ta. Nửa ký à, nửa ký cũng được. Nè, cái bẫy nó lật gì luôn nè. Bởi vậy trời ơi, vô hàng bởi vậy. Bây giờ để đi qua anh kia thăm qua cái gò mình mắt luôn. Đúng rồi, giờ đặt cái bẫy mới vô chỗ đó đi. Đặt là cái bẫy này. Ok, trời ơi, em thấy cái bẫy nó lật em nghĩ là chuột nó phá hay gì cũng vậy. Ây cha, ây cha, đúng là kiệt, có cái số mệnh làm caramel được rồi nha. Mới mốt chắc phải ai mướn caramel làm mướn mới được rồi nha chứ. Tính con chết luôn được mấy con ta? Năm con giống như giò mà đều đúng rồi, bị đai hết hai con rồi. Giờ anh em mình vô thăm tiếp cái này, cái gò này cũng ngon lắm nè. Cái gò này chiến nào cũng dính luôn ta. Đúng rồi, chiến nào cũng có hết trơn, chiến gò được con không ngựa cũng hàng trung á. Cái gò này cũng ngon lắm mà sư kỵ ta. Trời ơi, sao chết chuột hoài vậy? Chết chuột luôn rồi. Chết chuột rồi. Xử lý cái rồi, ok rồi, bây giờ mình sẽ vô một cái gù huyền thoại của anh em mình mới được. Còn hai cái cuối cùng là như là mình thăm hai chiến gần đây á, là dính hai con, hai bơ hoặc là một con. Đúng rồi, mà dính toàn là hổ ngựa không thôi. Vô coi có không có áp gì không, tại ở đây có một cái gò duy nhất nó nằm ngoài đây thôi à. Đó, bây giờ anh em mình kiếm thêm một cái gò nữa để đặt thêm vô nữa mới được. Tại vì lội ra ngoài đây mà có một cái gò một rồi, có hai cái bẫy đâm ra thăm cũng không có được nhiều. Rồi rồi rồi, bây giờ để mình đi ra cái gò xong quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, rồi có hàng gì để biểu diễn nữa không? Rồi xong hết biểu diễn nổi luôn, nhà hiều luôn, còn lúa ruộng luôn. Rồi còn cái cuối cùng nằm đây, cái bên đây mới ghê nè. Cái này hổm cũng dính được một con. Trời ơi, chân lỏng luôn. Rồi xong. Rồi chuột chết luôn. Hèn chi nó không vô phải rồi, chết chuột. Rồi xong. Chuột vô có động mình sẽ bắt cái con vợn này nha. Con này tầm khoảng nửa ký, con này vợn trâu đen dữ ta. Chắc vợn quá. Hả? Anh nghĩ chắc vợn thôi. Tại biết sao? Chỗ này ao này nọ đồ á, nước nó cũng hơi đen đen á. Nó ở dưới đây đâm ra nhiều lúc nó cũng còn đen là trâu. Còn nếu mà đen thui luôn là trâu. Tại con trâu á, con vợn nó khác nhau. Cái màu cái đen hơn, nhưng mà con trâu lại nó nặng. Con này nó cũng hơi phóng, ơi nó phóng ra đây là chạy không kịp luôn nha. Hả? Phóng ra là chạy không kịp luôn á. Chưa, nó chui bên kia trốn luôn rồi. Con này nó cũng nhanh lắm. Thôi, nó quắn vô được nè. Trời ơi, nó bắn luôn, nó không dây rồi. Ôi. Cầm cao, cầm mà mãi quá không được. Cầm mà dài quá là út á. Dài quá là tới mặt. Đó, thấy không? Nó cũng như con hổ ngựa chứ không phải giỡn đâu. Cái con này nó nói chung là nó táp phát nào là dính phát đó, chứ không phải con ngựa mà nó táp tới liền liền nha. Cái con này đặc biệt cái răng của nó, cái hàm răng của nó hai răng rưỡi nó dài lắm. Ôi xiết ghê. Ghê thiệt ta. Nửa ký à? Nửa ký không? Nửa ký. Trời ơi, con này nó hùng mang lên rồi. Ghê. Xử lý đi, tập bỏ mình đây. Trời ơi, dính con chuột nó xuống một cái, muốn banh sát con chết. Trời ơi. Nó nuốt không rồi mà phải không? Không, có con chuột chết nó chưa ăn được hay gì, nó đuối quá được. Trời ơi. Nó cũng nó quay đầu lại nó quất đó. Đó, thấy chưa? Đó. Con này ở kia. Nửa ký. Con này trâu không vậy anh? Trâu không? Trâu không? Trâu. Ờ, nó đen thù lùi đúng không? Đen. Nó đen mà nó cái vẻ đùi. Sao? Trời ơi. Anh thò tay được không? Không được. Vậy? Thôi, tự thử đi. Bây giờ vậy sao mở cái túi? Trời ơi, người ta đi qua giùm thôi chứ người ta đâu có ăn lương đâu mà kêu mà đụng tới rắn này kỳ vậy.
giống như phá ghê lắm, nó bắn cái chừng cái tay là nó bắn mình dính cứng chắc luôn nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Rồi để mà mở cái túi rồi con này á, là nếu mà nó bự nữa là nó quấn cái tay mình, là siết cái chân cái tay mình là mình tỏ không ra luôn á. Hồi nãy nó siết ghê lắm, có một ông khách ổng mua hết hai con rồi mới sang qua lại cái túi này. À nãy bốn con được, bây giờ nó phóng ra nghe thứ nè, cho vô đây đi đó. Ôi thấy cho anh nói rõ ràng không, nó phóng được ngược lên thấy không, chứ bây giờ nó siết không có mở mở cái đuôi nó ra trước. Trời ơi nó siết ba bốn vòng luôn. Ôi coi nè, người coi nè, nó siết cái tay Hiếu nè. Trời ơi nó siết ghê thiệt, gỡ cái đuôi bên kia ra kìa, gỡ cái đuôi sau lưng ra kìa. Cái gì? Cái xiếc cái này. Để anh gỡ cái đuôi này ra kìa. Trời ơi, má ơi, đừng có hù, đừng có hù. Rồi, lấy ra. Đó, nó khóa chỗ này sao ấy được. Đã sợ gắn mà ông nội hù hoài luôn, trời ơi. Ủa nếu mà bữa nay mình thăm tính luôn, nhắn chết được mấy con ta? 5 con. Đúng 5 con luôn hả? 5 con, giống như đợt trước luôn. Là chết hết một con hổ hành, cạc đầu, con hổ ngược cạc đầu thì còn sống được 3 con. Đây. Cũng như là bữa nay thành quả bữa nay nè, được sống ba con, một con dừa, một con trâu tầm nửa ký với một con hổ hành chắc tầm khoảng đất 6 mấy 7 lạng với con 2 lạng. Chung như đây thì nói chung cũng gỡ gạt được tiền chuột với săn cò ăn uống đồ. Nói chung cũng thất chứ không chúng nha, mà hai này cái à. Nếu mà nó không chết thì nói chung anh em mình cũng ok chút xíu. Còn chết thì thôi. Rồi, phải chịu, hôm qua nó mưa lớn quá mà hiểu. Hả? Cái mưa hôm qua lớn quá lớn, đâm ra nhiều lúc nó vô xong nó ngọt chết cũng không chừng. Nói chung cái săn bắt này thì ai cũng biết rồi. Nói chung là bữa thấp bữa trúng là chuyện bình thường, còn nếu mà trúng á mình sẽ được hai cái, có nghĩa là mình được tiền rắn mình bán ra, hai nữa mình được cái video để đăng cho người xem. Còn mà nó thất một cái thì nó sẽ lỗ hai cái, vừa lỗ chuột nè, vừa lỗ tiền công tiền ăn uống. Nói chung mà săn bắt thì nó phải vậy chứ nó không. Nói chung bữa nào mà lóc á là lỗ nhiều chứ không phải hai cái đâu hiểu hả? Công đi nhiều lắm, tiền hai cái tiền chuột nữa nè, rồi tiền săn cỏ, rồi tiền ăn sáng nữa nè. Rồi thì nói chung thành quả của mình hôm nay được 22 cái, được 3 con nha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem bếp và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua. Thì mọi người hay chúng như cho mình một like và anh Kiệt một like. Rồi hẹn mọi người nhớ đến video tiếp theo nha. Rồi chào mọi người nha.